Việt Thành xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự tối thứ tư ngày 3 tháng 8 năm 2022. Thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự tối hôm nay, chúng tôi tới với quý vị ba nội dung. Nội dung thứ nhất liên quan tới cái chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, bà Nancy Pelosi tới thăm Đài Loan, mà giới phân tích cho rằng đó là một cái nỗi kinh hãi của Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình. Và một cái nội dung thứ hai liên quan tới tình hình chính trường Việt Nam. Thưa quý vị, ngày hôm nay, trên mạng xã hội Việt Nam nổi bật một cái tin tức liên quan tới bà Đặng Thị Hoàng Yến, về việc bà Đặng Thị Hoàng Yến đã chuyển sang Mỹ 2.000 tỷ. Giữa cái lúc bà Đặng Thị Hoàng Yến và tập đoàn Tân Tạo bị cáo buộc rằng đã bị kiện phá sản ra tòa, tại sao bà Đặng Thị Hoàng Yến lại dễ dàng chuyển tiền ra nước ngoài vào một cái thời điểm nhạy cảm như vậy? Và điều đó liên quan gì tới ông Trần Tấn Sang? Và như quý vị đã biết, trong các cái bài nói chuyện trước đây chúng tôi đã nói với quý vị một cái tình trạng ở các nhà nước độc tài, đặc biệt ở Trung Quốc, một cái mô hình chính trị như Việt Nam hiện nay. Và khi các cái quan chức nghỉ hưu thì người ta lôi ra để xử lý là những cái điều rất dễ hiểu và ai cũng biết. Và đó là một trong những cái lý do ông Nguyễn Phú Trọng không dám nghỉ hưu cũng bởi vậy. Và thưa quý vị, việc bà Đặng Thị Hoàng Yến chuyển 2.000 tỷ ra nước ngoài như thế thì quý vị hẳn biết bà này lấy đâu ra tiền nếu không phải là lợi dụng những cái kẽ hở của chính sách để tham nhũng trong vấn đề đất đai. Và chắc chắn có sự tiếp tay của ông Tư Sang, tức Trương Tấn Sang, cựu chủ tịch nước. Và cái vấn đề liên quan tới bà Đặng Thị Hoàng Yến chuyển tiền ra nước ngoài như vậy, nó có đe dọa với quyền lực cũng như uy tín của ông Trương Tấn Sang hay không? Chúng tôi nói quyền lực, nhiều người cho rằng ông Ba Dũng, ông Tư Sang nghỉ hưu thì làm gì có quyền lực. Thưa quý vị nhầm. Những cái chính sách, người ta có những cái hệ thống trần rết về quyền lực từ trung ương tới địa phương, và họ dẫu ông nghỉ hưu họ vẫn tiếp tục duy trì. Và thưa quý vị, một cái nội dung tung cuối cùng như thường lệ liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine. Và thưa quý vị, giới phân tích quân sự quốc tế thống nhất cho rằng vấn đề giải phóng tỉnh Kherson ở miền nam Ukraine hiện nay nó chỉ là một cái vấn đề thời gian, và người ta tin rằng trong tháng 9 tới đây sẽ hoàn tất. Và thưa quý vị, trước khi đi vào các cái nội dung chi tiết, chúng tôi xin thông báo với quý vị rằng hàng ngày qua hai buổi phát hành chính của KTV, đó là các cái chương trình vào lúc 12 giờ trưa và 8 giờ tối, thì các cái nội dung, các cái bài nói chuyện dài một tiếng đồng hồ được KTV cắt nhỏ thành các cái bài bình luận ngắn với những cái nội dung chi tiết cụ thể. Và điều đó tạo điều kiện cho những quý khán thính giả của KTV, quý thời gian hạn hẹp không theo dõi được các cái chương trình dài của chúng tôi, có thể theo dõi mà không bị tụt hậu về thông tin. Chúng tôi nói những cái điều vừa kể để quý vị thấy KTV phục vụ nhiều đối tượng khán thính giả có các cái nhu cầu tìm hiểu các cái thông tin khác nhau. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta đi vào các cái nội dung chi tiết liên quan tới câu chuyện chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ bà Nancy Pelosi. Dù rằng chuyến thăm đó được cho là cái nỗi kinh hãi của ban lãnh đạo Bắc Kinh và ông Tập Cận Bình, tuy nhiên sự thắng lợi của Đài Loan cũng như Hoa Kỳ trong cái chuyến thăm của bà Pelosi nó chỉ là một cái vấn đề tạm thời mà thôi, chứ còn không có tính bền vững. Vì như quý vị đã biết, người Trung Quốc đã từng nói báo thù 10 năm chưa muộn, thì cái việc Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Bắc Kinh sẽ trả cái nỗi hận. Ngày hôm qua, bà Pelosi hạ cánh xuống phi trường Đài Bắc làm cái nỗi nhục của ban lãnh đạo Bắc Kinh. Và rõ ràng, như quý vị đã thấy, thách thức từ những cái đe dọa của Trung Quốc trong việc bác bỏ các chiến dịch nhằm cô lập Đài Loan liên quan tới chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trong chuyến thăm mới nhất ngày hôm qua. Một mặt Bắc Kinh vô cùng tức giận, luôn luôn đòi chủ quyền tuyệt đối đối với Đài Loan thông qua một cái chính sách gọi là một Trung Quốc. Và thưa quý vị, sự giận dữ của Bắc Kinh thể hiện trong sáng ngày hôm nay, mùng 3 tháng 8. Bắc Kinh đã tiến hành hàng loạt các cuộc tập trận bao quanh hòn đảo Đài Loan.
kể cả các khổ diễn tập của không quân ở phía đông Đài Loan. Thậm chí, giới chức quốc phòng của Trung Quốc tuyên bố các khổ tập trận của Trung Quốc sẽ bắn đạn thật, kéo dài 4 ngày sau khi kết thúc chuyến thăm của bà Nancy Pelosi. Trong khi đó, Đài Loan cũng có những tuyên bố họ sẵn sàng đảm bảo an ninh cho dân chúng trong những thời khắc được cho là phức tạp này. Trong khi đó, các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy gần như không có ai ở Đài Loan ủng hộ cái việc sáp nhập Đài Loan và Trung Quốc. Và thưa quý vị, sáng nay, ngày 3 tháng 8, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ bà Nancy Pelosi đã xuất hiện tại Quốc hội Đài Loan và có những bài phát biểu trước các nhà lập pháp nước này. Theo bà Pelosi trong bài nói chuyện, cho biết bà muốn tăng cường trao đổi các hoạt động giữa Quốc hội Hoa Kỳ và Quốc hội Đài Loan. Đồng thời bà Pelosi cũng mô tả Đài Loan là một trong những xã hội tự do nhất trên thế giới hiện nay, vượt qua cả Hoa Kỳ. Đồng thời bà Pelosi cho biết một cái dự án luật về chip máy tính của Mỹ, qua đó Mỹ sẽ đầu tư lớn vào sản xuất chất bán dẫn ở trong nước, và cái lĩnh vực nghiên cứu khoa học là những cơ hội tốt để Hoa Kỳ hợp tác nhiều hơn với Đài Loan. Và thưa quý vị, những cái hình ảnh sự xuất hiện của bà Pelosi tại Quốc hội Đài Loan chắc chắn sẽ khiến cho ban lãnh đạo Bắc Kinh hết sức giận dữ. Đặc biệt hình ảnh bà Nancy Pelosi và bà Thái Anh Văn vui vẻ bên nhau. Thậm chí bà Thái Anh Văn không ngần ngại trao tặng một cái huân chương Khanh Vân cho người bạn tận tâm có tên là Pelosi. Thưa quý vị, cái chữ Khanh Vân, như hôm qua chúng tôi đã nói, nó có nghĩa là Đài Loan. Tương tự như cái từ Formosa trong ngôn ngữ Bồ Đào Nha cũng là Đài Loan. Những cái hình ảnh mà chúng tôi mô tả, đó là hai người phụ nữ, hai bà đầm thép của thế giới trong thời điểm hiện nay. Họ có những cái phát biểu được cho là nhẹ nhàng nhưng hết sức cứng rắn. Bà Thái Anh Văn nói, đối mặt với các cái mối đe dọa quân sự có chủ đích từ đại lục, Đài Loan sẽ kiên quyết không lùi bước. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững đường lối bảo vệ nền dân chủ. Trong khi bà Pelosi phát biểu đáp lại, hôm nay phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ đến Đài Loan để chúng tôi khẳng định rõ ràng chúng tôi, tức Hoa Kỳ, sẽ không từ bỏ cam kết đối với Đài Loan, và chúng tôi tự hào về tình hữu nghị lâu bền giữa Đài Loan và Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, rõ ràng, việc Bắc Kinh hay Chủ tịch Tập phẫn nộ nó là câu chuyện đương nhiên, không nhé, người ta nín lặng. Và đó là những hành động nhiều khi không làm gì được, cũng phải tuyên bố, lấy lè, dù rằng đó là những lời tuyên bố phẫn nộ miệng. Thậm chí quân đội Trung Quốc còn điều hàng chục máy bay xuất hiện ở phía đông nam của Đài Loan, diễu võ ra ngoài. Tuy nhiên quân đội Đài Loan, theo lệnh của bà Thái Anh Văn cũng không vừa. Họ tuyên bố cứng rắn, Đài Loan đủ khả năng bảo vệ lãnh thổ và chúng tôi sẽ tập trận bắn đạn thật cùng thời điểm mà Trung Quốc tập trận cho coi. Thưa quý vị, theo giới phân tích 20 năm trước đây, đó là năm 1997, Bắc Kinh cũng từng phẫn nộ y như ngày hôm nay, khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ lúc đó là ông Newt Gingrich đến Đài Loan, và 20 năm sau, ngày hôm nay vẫn vậy. Những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng giấc mơ Trung Hoa mộng của Hoàng đế Tập Cận Bình còn đang rất trông cài. Và thưa quý vị, Hoa Kỳ tuyên bố có ủng hộ chính sách một Trung Quốc, song với điều kiện đại lục không được sử dụng vũ lực mà phải theo ý nguyện của Đài Loan thông qua một cái cuộc trưng cầu dân ý. Đó là những cái điểm mới trong chính sách một Trung Quốc của Hoa Kỳ. Nó khác biệt với tuyên bố một Trung Quốc của Tổng thống Hoa Kỳ Nixon tuyên bố với ông Mao Trạch Đông trước kia. Và thưa quý vị, thái độ của Việt Nam cũng tương tự. Ngày 3 tháng 8, trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình eo biển Đài Loan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam kiên trì chính sách một Trung Quốc và mong muốn các bên liên quan cần phải kiềm chế, không được làm căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan. Điều đó sẽ giúp phần đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển khu vực và trên thế giới. Và thưa quý vị, rõ ràng, chính sách một Trung Quốc nó có hai cách hiểu hoàn toàn khác nhau. Như quý vị đã biết, Nga cầm quyền đại lục, cũng như Việt Nam coi rằng một Trung Quốc tức là Đài Loan là một bộ phận của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thậm chí là một cái tỉnh không thể ly khai. Trong khi đó, nhiều người chúng ta lại nghĩ rằng một Trung Quốc có nghĩa là Đài Loan chỉ làm cái phần chưa thu hồi được
từ Trung Quốc mà thôi. Song ở Đài Loan ít ai biết rằng họ là những cái hậu duệ của Quốc dân đoàn, và những cái người tìm hiểu lịch sử Trung Quốc thấy rõ những cái người ở Đài Loan họ suy nghĩ hoàn toàn khác. Đối với người Đài Loan, một Trung Quốc có nghĩa là chỉ có một nước Trung Hoa Dân Quốc duy nhất mà thôi, do Tổng thống Tử Tế Thạch thành lập trước đây, mà Trung Hoa Dân Quốc chính là danh xưng của Đài Loan ngày nay, và là do Tổng thống Tử Tế Thạch và Tôn Trung Sơn khai sinh. Đối với người Đài Loan, họ coi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là loại phiến quân tín quyền chính danh của Trung Hoa Dân Quốc. Nói tóm lại, một Trung Quốc có nhiều nghĩa, có thể hiểu là Đài Loan thuộc về Trung Quốc hay Trung Quốc thuộc về Đài Loan. Nó tùy theo ý thức hệ cũng như góc nhìn. Trong khi đó, chúng tôi muốn kể với quý vị một cái câu chuyện khá thú vị về lịch sử của Đài Loan. Và hẳn các quý vị ở cái thế hệ chúng tôi, đặc biệt những cái người ở khu vực phía Tây Hà Nội, còn nhớ một cái bia mộ của Henri Vier ở khu vực Cầu Giấy, và chắc chắn bây giờ sẽ không còn tồn tại. Mà theo đó, Henri Vier, vị tướng Lưu Vĩ Phúc, tướng của quân đội Cờ Đen, xưng hùng xưng bá ở miền Bắc Việt Nam. Sau Hiệp định Pháp Thành thì Lưu Vĩ Phúc bị nhà Thanh triệu hồi về Trung Quốc. Sau đó Lưu Vĩ Phúc được cử sang Đài Loan làm tổng binh, đúng vào cái thời kỳ Đài Loan bị triều nhà Thanh cắt cho Nhật Bản. Và ông Lưu Vĩ Phúc trở thành Tổng thống Đài Loan Dân Chủ trong vài tháng. Và đó cũng làm cái chính phủ tự phong, kháng Nhật không thành. Sau kháng chiến thất bại, Đài Loan trở thành một cái thuộc địa của Nhật Bản, kéo dài từ 1896 cho tới kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai 1945. Khi đó, Đài Loan mới trở về trở thành một phần lãnh thổ của Trung Quốc mà thôi. Và thưa quý vị, cái chuyến thăm của bà Nancy Pelosi tới Đài Loan, rất nhiều người cho rằng đó là những thắng lợi to lớn trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, trong cái việc người ta yểm trợ cho Đài Loan. Tuy nhiên, vẫn còn những ý kiến cho rằng Hoa Kỳ với cái chính sách đối ngoại nguy hiểm như hiện nay, mà một cái bài học Việt Nam Cộng Hòa năm 1975, và một cái vấn đề tất cả các quốc gia, kể cả các cái đồng minh của Hoa Kỳ cũng phải ghi nhớ. Và thưa quý vị, theo chúng tôi, cái sự thắng lợi của Đài Loan trong chuyến thăm của bà Pelosi tới đảo quốc này trong ngày vừa qua, thực tế nó chỉ là cái thắng lợi tức thời, nó vẫn chưa có ý nghĩa đảm bảo ổn định và lâu dài. Và đó là lý do theo giới phân tích, Đài Loan hiện nay là những cái thắng lợi trong một sự cân bằng hết sức mong manh. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì thưa quý vị, sự tồn tại của đảo quốc Đài Loan, phải nói rõ, nó là cái lãnh thổ Trung Hoa Dân Quốc. Quản lý nó bao gồm đảo Đài Loan, đảo Bành Hồ, đảo Kim Môn, đảo Mã Tổ, đảo Ôn Khâu và đảo Đông Sa. Thực chất là một cái đạn san hô, rồi đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, với một cái tổng diện tích ước chừng 40 cây số vuông. Riêng đảo Đài Loan với một cái diện tích 36.000 cây số vuông, với dân số 23,5 triệu người. Một cái điều chúng ta cần phải nhớ rằng, sau khi Tưởng Giới Thạch thất bại và rút quân chạy ra Đài Loan năm 1949, và phải cho tới năm 1992, Trung Hoa Dân Quốc mới tuyên bố từ đỏ, một cái tuyên ngôn chính trị là họ luôn luôn chuẩn bị để phản công đại lục. Trong khi các cái lão thành của Quốc dân đảng hiện nay, như quý vị đã biết, đã trở thành một cái đảng đối lập có xu hướng thân Trung Quốc, họ có cái chủ trương thống nhất với Trung Quốc. Trong khi đó, một cái đảng mới là Đảng Dân Tiến, thành lập năm 1986, là một đảng lớn lại có chủ trương Đài Loan phải là một quốc gia độc lập. Và điều đó phù hợp với nguyện vọng của đa số dân chúng Đài Loan và có quyền được thành lập quốc gia của riêng mình. Đó là một Đài Loan độc lập, dân chủ, đa nguyên. Mà người tuổi trẻ Đài Loan hiện nay, họ rất hào hứng và ủng hộ xu thế vừa kể. Và rõ ràng từ vai trò phe đối lập, Đảng Dân Tiến đã trở thành đảng cầm quyền dưới thời Tổng thống Trần Thủy Biển trong giai đoạn 2000-2008, và tiếp đó là bà Thái Anh Văn từ năm 2016 cho tới nay. Theo giới phân tích có thể nói, kể từ năm 2000 cho tới nay, Đài Loan đung đưa giữa hai thái cực, đó là thân Trung Quốc hay tuyên bố độc lập khỏi Trung Quốc. Và thưa quý vị, người Đài Loan hiện nay họ khẳng định họ là người kế thừa
Trần Chính và Minh Dung Hòa. Họ ủng hộ tư tưởng độc lập của Tưởng Dễ Thành, vốn là người xây dựng nền móng cho cái nền Cộng Hòa của Trung Quốc đầu tiên. Thậm chí Tưởng Dễ Thành khi còn sống căm thù kiểu chữ giản thể của lục địa do Mao tạo ra. Tưởng Dễ Thành thậm chí cấm triệt để sử dụng loại chữ giản thể mà Đại Lục xưa đang sử dụng phổ biến trong vùng lãnh thổ mà Trung Hoa Dân Quốc quản lý. Trong khi đó, con trai của Tưởng Giới Thạch là ông Trưởng Tuyên Quốc nắm quyền, lúc đó lập tức kêu gọi trí thức Trung Hoa trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ, hãy về xây dựng đảo quốc Đài Loan. Và đó là lý do xuất phát từ đó Đài Loan mới có cái lực lượng các cái nhà khoa học lớn, các cái doanh nhân lớn như Từ Tuyền Tu, Lý Quốc Đỉnh, Trương Trung Mưu từ nước ngoài về phụng sự Đài Loan. Trong đó có giáo sư Từ Hiền Tu là cha đẻ của khu công nghiệp Cao Tân Trúc, được mệnh danh là Silicon Valley đầu tiên, thành công nhất châu Á hiện nay. Rồi Lý Quốc Đỉnh, một cái người tốt nghiệp trường đại học Cambridge, cha đẻ của ngành công nghiệp Đài Loan hiện đại. Từ khi Tổng thống Tưởng Kinh Quốc cầm quyền, không chỉ phát triển lực lượng vũ trang Đài Loan hùng mạnh mà còn mật lệnh Đài Loan phát triển chương trình vũ khí hạt nhân, bởi mỗi cái nỗi lo Đại Lục sẽ tấn công thanh toán Đài Loan. Song tiếc rằng cái vấn đề phát triển vũ khí hạt nhân của Đài Loan đã bị chính Hoa Kỳ phát giác và yêu cầu hủy bỏ. Và đó là lý do Tổng thống Tưởng Kinh Quốc, con trai của Tưởng Giới Thạch, đã uất hận mang bệnh mà qua đời. Thưa quý vị, về năng lực quốc phòng của Đài Loan theo giới phân tích, thậm chí người ta gọi quân đội Đài Loan là hùng quân bên bờ Thái Bình Dương. Những thành tựu 10 năm trong giai đoạn 1978-1988, Tưởng Kinh Quốc, Kiến Quốc đã đưa Đài Loan trở thành con rồng của châu Á, và ngày nay nền công nghiệp Đài Loan có đủ sức để có thể đáp ứng cho nền quốc phòng, đó là sản xuất các chiến đấu cơ mang tên Kinh Quốc theo phiên bản F-16 của Hoa Kỳ, rồi các hệ thống tên lửa chống hạm siêu âm Phùng Phong, các loại tên lửa hành trình với tầm bắn có thể dài tới 1.400 cây số, cộng với các cái tàu tên lửa tàng hình. Những cái điều vừa kể có thể nói bên bờ Tây Thái Bình Dương, năng lực quốc phòng của Đài Loan chỉ đứng sau Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc mà thôi. Và nếu quý vị biết rằng hạm đội hải quân của Đài Loan có tới 4 khu trục hạm lớp kíp đã được hiện đại hóa, 22 khinh hạm, trong đó có 6 khinh hạm tàng hình đã được cải tiến, 4 tàu ngầm, 4 tàu đổ bộ, hàng chục tên lửa tấn công nhanh, trong đó là tên lửa lớp Tu Chiang là cái lớp đầu tên lửa tàng hình hai thân do quân đội Đài Loan tự nghiên cứu và phát triển. Trong khi đó, lực lượng của không quân của Đài Loan không hề nhẹ. Không lực Đài Loan có 600 máy bay các loại, trong đó chủ lực là 150 chiến đấu cơ F-16 đã và đang được nâng cấp lên phiên bản Viper hiện đại nhất hiện nay, và 103 chiến đấu cơ Kinh Quốc được nâng cấp lên Block 1C. Trong khi đó, lực lượng quân đội của Đài Loan có 130.000 quân thường trực với các cái máy bay Boeing, UH. Đồng thời quân đội Đài Loan được trang bị các cái hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn Stinger, Block 1, các loại tên lửa AGM-11, 4, High Fry, vân vân và vân vân. Và mới đây, một cái hợp đồng tên lửa giá trị 1 tỷ đô la mà Hoa Kỳ cung cấp đã giúp cho Đài Loan nâng cao khả năng cũng như năng lực quốc phòng để phòng thủ trước trước lực lượng hải quân của Đại Lục. Và nếu quý vị biết rằng nền kinh tế Đài Loan thuộc một trong những cái nền kinh tế top đầu của Tây Thái Bình Dương với tổng giá trị GDP tính theo PPP, tức là sức mua, với tổng giá trị 1.300 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 15 trên thế giới, và GDP bình quân của người Đài Loan hiện nay vượt qua mức 32.700 đô la cho một năm. Thậm chí năm 2021, ngay trong đại dịch COVID-19, vậy mà kinh tế Trung Quốc Đài Loan vẫn tăng tới 5,88%. Và với những nền kinh tế hùng mạnh như vậy, 2 năm Đài Loan bỏ ra hơn chỉ chục tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ cho ngân sách quốc phòng. Riêng năm 2022, Đài Loan sử dụng một cái ngân sách cho quốc phòng lên tới 17 tỷ đô la. Như vậy, Trung Hoa lục địa muốn thống nhất giải phóng Đài Loan, có nghĩa là một cái nền kinh tế hàng đầu thế giới
hiện nay sẽ so gắng toàn diện với một nền kinh tế thứ 15, mà một cái quân đội hàng ba thế giới sẽ phải tấn công đổ bộ vào cái vùng đảo do quân đội đứng thứ 12 thế giới phòng thủ. Đặc biệt cái vấn đề tác chiến hiệp đồng, không quân, hải quân, lục quân, kể cả lực lượng đổ bộ viễn trình là thứ mà quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc chưa mạnh, còn thiếu cả về những cái phương tiện cũng như kinh nghiệm và học thuyết. Những cái điều chúng tôi vừa kể để quý vị thấy rằng những cái câu chuyện về sức mạnh cơ bắp không hề chênh lệch nhiều như nước Putin của nước Nga so với Ukraine, mà Đài Loan họ dự kiến họ có thể cầm chân quân giải phóng nhân dân Trung Quốc ít nhất trong 2 tuần, đủ để thời gian cho đồng minh giải cứu. Và đó là cái lý do tại sao người ta lại nói cái sự cân bằng ổn định an ninh của Đài Loan chỉ là một cái sự cân bằng mong manh mà thôi. Theo giới phân tích, quốc đảo Đài Loan bảo đảm một cái sự cân bằng ổn định mong manh tại khu vực châu Á Thái Bình Dương sau khi trật tự hai cực trên thế giới, thời chiến tranh lạnh đã sụp đổ, và quần đảo Đài Loan đóng cái vai trò là một cái chuỗi đảo thứ nhất trong chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Nếu quý vị biết rằng eo biển Đài Loan rộng tới 130 km, được Hoa Kỳ coi là một cái vùng biển quốc tế, Hoa Kỳ có trách nhiệm đảm bảo tự do hàng hải, kết nối khu vực Đông Bắc Á, bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản với Đông Nam Á và Ấn Độ Dương. Và trong các cái bài nói chuyện trước, chúng tôi đã nói với quý vị nếu như Đài Loan bị đại lục thôn tính, nghĩa là một cái chuỗi đảo xuất phát từ Nhật Bản kéo dài xuống Philippines, Trường Sa của Việt Nam, đã bị Trung Quốc chọc thủng và sức mạnh của Hoa Kỳ trong vai trò center quốc tế sẽ bị đe dọa nghiêm trọng. Điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới an ninh hàng hải, nền kinh tế Nhật Bản và Hàn Quốc cũng bị đe dọa. Và với cái tình huống như vừa kể thì chắc chắn Hàn Quốc và Nhật Bản không thể ngồi yên. Song, thưa quý vị, Đài Loan chỉ là một cái quốc gia nửa vời, không phải là một quốc gia chính thức. Bản thân người Đài Loan từ năm 2000 đến nay, họ cũng trùng chiêng tranh cãi giữa cái quan điểm đó là thống nhất, độc lập hay giữ nguyên trạng, thậm chí sáp nhập vào đại lục. Nhiệm kỳ của bà Thái Anh Văn còn 2 năm nữa sẽ kết thúc, và bầu cử tới đây ở Đài Loan, một cái khả năng lên ngôi của quan điểm của Đảng Quốc dân Đảng thân đại lục còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, thưa quý vị, vấn đề ở đây là Hoa Kỳ sẽ xử lý ra sao, và người ta tin vào cái mức độ cao tay của Hoa Kỳ. Bởi vì trong cái bối cảnh nước Nga xâm lược Ukraine hiện nay, phương Tây bị rất nhiều sức ép, thậm chí bị nhiều ảnh hưởng, mà cái sức mạnh trật tự của Hoa Kỳ cũng bị thách thức, trong khi quân đội Trung Quốc thức tỉnh và ngày càng muốn thách thức Hoa Kỳ nhiều hơn, trong bối cảnh Đảng Dân Chủ của ông Joe Biden và bà Pelosi đã bị dư luận Hoa Kỳ cáo buộc là quá vút ve đối với Trung Hoa Cộng sản. Và chính quyền Biden đã đi những cái nước cờ thầm là để bà Pelosi, Chủ tịch Hạ viện, người đứng đầu nhánh lập pháp, tới Đài Bắc hội đàm chính thức với Tổng thống Thái Anh Văn, cớ để hợp thức hóa chuyến đi cho bà Pelosi, là người đứng đầu cơ quan lập pháp mà Hoa Kỳ là tam quyền phân lập. Chính phủ Mỹ không có quyền, thậm chí không thể tác động. Và đó là lý do ông Joe Biden phát biểu một cách bâng quơ, đó là chuyến đi của Pelosi không thích hợp tại thời điểm hiện nay. Trong khi với tư cách người đứng đầu hành pháp, cơ quan lập pháp, thì bà Pelosi có quyền đi tất cả những nơi đâu mà cá nhân bà muốn. Và một cái điều đáng chú ý là bà Nancy Pelosi tới thăm Đài Loan lập tức ca ngợi Đài Loan là một cái nền dân chủ số 1 ở châu Á. Hoa Kỳ cam kết bảo vệ nền dân chủ vừa kể. Đồng thời Đài Loan là cái đối tác tin cậy nhất của Hoa Kỳ. Và lập tức bà Thái Anh Văn trong tư cách Tổng thống Đài Loan đã khẳng định Đài Loan sẽ không lùi bước. Chúng tôi tiếp tục giữ vững đường lối bảo vệ nền dân chủ. Và đó là những lý do khiến cho Trung Quốc trong ngày hôm nay hết sức nổi giận. Trung Quốc tổ chức tập trận đưa chiến đấu cơ xâm phạm các cái khu vực nhận dạng phòng không của Đài Loan. Nhưng theo giới phân tích rõ ràng, ông Tập Cận Bình khôn ngoan và kiên nhẫn hơn Putin. Đó là lý do tại sao một cái cuộc xâm lược của Trung Quốc vào Đài Loan sẽ trả những cái giá thật là đắt cho nền kinh tế của đại lục. Và đó là Trung Quốc không bao giờ ngu ngốc như nước Nga của Putin. Mà nước Nga đến bây giờ, như quý vị đã biết, phải trả một cái giá quá đắt.
và nước Nga ít nhất phải 20 năm nữa mới khôi phục được một cái tiềm lực kinh tế được cho là tàn tạm như thời điểm trước chiến tranh. Hơn nữa, một cái cơ hội để Trung Quốc lật lại một cái bàn cờ chính trị tại Đài Loan còn rất nhiều cơ sở. Chỉ cần tăng cường đe dọa vét vua, phô diễn sức mạnh cơ bắp để Trung Nam Hải thủ thắng hoặc tối thiểu giữ hòa trong cái cục diện chính trị trên Đài Loan hiện nay, và chờ 2 năm nữa có bầu cử, với tiền bạc của Trung Quốc nhiều như vậy, chắc chắn Trung Quốc sẽ nhiều cơ hội thắng cử trong 2 năm trước mắt. Tuy nhiên, Trung Quốc cần phải có thời gian, và rõ ràng họ có thời gian cần thiết. Trung Quốc không vội, đặc biệt cái thời điểm hiện nay, trước thềm của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, thì không dạy gì Tập Cận Bình hay ban lãnh đạo Trung Quốc tỏ ra hay có những cái hành động được cho là sửng khổ. Trong khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ bà Pelosi đã từng nói phái đoàn của bà đến Đài Loan nhằm mang lại cho hòa bình ở khu vực này. Nguyên văn lời phát biểu của bà Pelosi: chúng tôi đến Đài Loan bằng tình hữu nghị với Đài Loan với cái mục đích mang tới hòa bình cho khu vực. Theo giới phân tích, hòa bình thì chưa chắc đã có, song đó là một cái phát biểu có ý nghĩa chính trị rất lớn. Tuyên bố của bà Pelosi, nó là một cái bệ đỡ, là điểm tựa cho những người thuộc đảng dân tiến của bà Thái Anh Văn hiện nay trong việc bắt tay với đồng minh trong một cái hành trình về một Cộng hòa Đài Loan dân chủ đa nguyên và thịnh vượng. Và thưa quý vị, chuyến thăm của bà Pelosi tới Đài Loan theo giới phân tích nó mang lại những cái lợi ích cho Việt Nam hiện nay. Và đó là căng thẳng tại đeo biển Đài Loan giảm đi sẽ giúp cho Việt Nam dễ thở hơn ở Biển Đông. Trong khi rất nhiều người Việt tin rằng người Đài Loan có, cần phải có quốc gia riêng của họ, và Đài Loan cũng theo đuổi một cái chính sách như người Việt Nam nghĩ. Tuy nhiên, cơ hội chưa đến. Những cái điều phân tích vừa kể để quý vị thấy rằng những cái phát biểu của chúng tôi cho thấy cái vấn đề ổn định ở khu vực là một cái vấn đề quan trọng. Đừng có để nổ ra chiến tranh, bởi vì chiến tranh nó sẽ mang lại tất cả mọi sự đổ vỡ và không ai có lợi cả. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta chuyển sang một cái nội dung thứ hai liên quan tới câu chuyện bà Đặng Thị Hoàng Yến, cựu đại biểu Quốc hội khóa 12, đã bị truất quyền đại biểu Quốc hội và bỏ chạy sang Hoa Kỳ. Với một cái lý do, bà Đặng Thị Hoàng Yến vào cái thời điểm đó có quốc tịch Hoa Kỳ nhưng khai gian. Với cái sự tiếp tay của ông Trương Tấn Sang, người được cho là người tình của bà Đặng Thị Hoàng Yến, thậm chí người ta cáo buộc ông Trương Tấn Sang có quan riêng với bà Đặng Thị Hoàng Yến. Những cái điều đó chúng tôi không tin, nhưng đó là một thông tin ở trên mạng xã hội mà quý vị có thể kiểm tra rất dễ thấy. Và thưa quý vị, ông Trương Tấn Sang lâu nay là người đứng sau một cái tập đoàn sân sau có tên là Tập đoàn Tân Tạo, do hai anh em Đặng Thị Hoàng Yến và Đặng Hoàng Tâm. Được cái sự chống lưng của ông Trương Tấn Sang làm giàu rất nhanh, thậm chí người ta có tiền để mua hai ghế đại biểu Quốc hội tương đương với 3 triệu đô la. Và cái việc bà Đặng Thị Hoàng Yến bất ngờ nổi lên trên mạng xã hội ngày hôm nay liên quan tới cái vụ việc bà Đặng Thị Hoàng Yến rút gần 2.000 tỷ đồng để sang đầu tư ở Mỹ, truyền thông nhà nước đưa tin cho hay. Chủ tịch Itaco Đặng Thị Hoàng Yến đã rút gần 2.000 tỷ tiền tạm ứng cho dự án tại Hoa Kỳ vào cái thời điểm rất nhạy cảm. Đó là khoảng thời gian bà Đặng Thị Hoàng Yến đang kêu cứu về việc bị chính quyền Việt Nam buộc tập đoàn Tân Tạo của bà phải phá sản. Một cái điều đáng lo ngại đó là theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022 của công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Tân Tạo với cái mã số cổ phiếu ITA ngày 30 tháng 6, nợ tài chính của tập đoàn công nghiệp Tân Tạo giảm mạnh xuống còn 112 tỷ đồng. Ngược lại, khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh tới 2.000 tỷ đồng. Vậy tại sao bà Đặng Thị Hoàng Yến lại tạm ứng rút đi một cái khoản 2.000 tỷ để đầu tư sang Hoa Kỳ? Một cái điều đáng chú ý là phần phát sinh này nó đến từ khoản chi tạm ứng cho một người phụ nữ có tên Maja Dunlap, mà đó chính là tên Mỹ của bà Đặng Thị Hoàng Yến, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư công nghiệp Tân Tạo mà thôi. Với một cái số vốn mà bà Đặng Thị Hoàng Yến rút đi chính xác là 1.937 tỷ đồng,
trong khi cuối quý 2, tập đoàn Tân Tạo ghi nhận số dư hiện có chỉ có 63 tỷ đồng. Theo những cái ghi nhận trên bản báo cáo tài chính quý 2 vừa kể, số tiền này dùng để tạm ứng cho bà Đặng Thị Hoàng Yến tham gia các dự án tại Hoa Kỳ. Trong khi đó, thưa quý vị, trước những tin tức tập đoàn cổ phần đầu tư Tân Tạo đối mặt với những cái thông tin được cho là bị mở thủ tục phá sản sau 4 năm tranh chấp, và cuối tháng 6 vừa qua, cổ phiếu ITA của tập đoàn này đã xuất hiện những cái phiên bán tháo dữ dội với số dư bán sàn. Tuy nhiên, một cái thông tin mới nhất đáng mừng cho tập đoàn Tân Tạo đó là ngày 2 tháng 8, cổ phiếu của tập đoàn Tân Tạo đã tăng trần thêm khoảng 7% với tổng giá trị 8.040 đồng cho một cổ phiếu. Và thưa quý vị, tập đoàn Tân Tạo có liên quan gì tới ông Trương Tấn Sang? Và Đặng Thị Hoàng Yến là ai? Có mối quan hệ ra sao? Và thưa quý vị, lâu nay chúng tôi vẫn nói với quý vị rằng dưới các cái chế độ, các thể chế chính trị độc tài, khi mà việc kiểm soát quyền lực và điều hành xã hội không căn cứ vào luật pháp mà xuất phát từ ý chí riêng của giai tầng lãnh đạo mà thôi, thì điều đó luật pháp vô giá trị. Một cái vấn đề thứ hai là các cái quan chức của các cái nhà nước độc tài xuất hiện không ít những cái quan chức tham quyền cố vị. Thậm chí có những người về hưu rồi vẫn tìm mọi cách can thiệp vào chính trường để tạo dựng những cái sân trước sân sau, cũng như các cái quan chức, các chính trị gia phục vụ cho riêng họ. Và thú vị, ông Trương Tấn Sang là một cái nhân vật nằm trong số những điều vừa kể. Nếu quý vị biết rằng ở Đại hội 12, Nguyễn Phú Trọng muốn loại được Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra một cái quyết định gọi là Nghị quyết 244, bằng cách loại hết các cái đối thủ quá tuổi quy định và để lại một cái trường hợp đặc biệt dành riêng cho Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Và thưa quý vị, thậm chí tới Đại hội 13, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn bài cũ nhắc lại, Nguyễn Phú Trọng đã thay thế Nghị quyết 244 bằng một cái nghị quyết có số 214 để thay thế với một nội dung khác hẳn, hoàn toàn ngược lại với quyết định của 244, để tạo điều kiện cho Nguyễn Phú Trọng ngồi lại Tổng Bí thư Đại 13, dù rằng điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam điều 17 không cho phép ông Nguyễn Phú Trọng ở 3 nhiệm kỳ liên tiếp như vừa kể. Nhưng với cái sự thất bại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Đại hội 13 về công tác nhân sự, như quý vị đã thấy, ông Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra các nhân vật được cho là chủ chốt trong đội ngũ ban lãnh đạo Việt Nam. Vậy mà qua các cái hội nghị trung ương 12, 14, không được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đồng thuận. Trong khi đó, có những ý kiến cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng bằng mọi cách cầu giờ để tiếp tục loại bỏ các nhân tố đang lên, ví dụ như Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Văn Bình và Hoàng Trung Hải. Và cuối cùng, ba nhân vật vừa kể thì Nguyễn Đức Trung đi tù, Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải được cho là các nhân vật được cơ cấu trong bộ tứ, vậy mà cũng phải ra đi. Một cái nhân vật trong Đại 12 rơi vào cái tình thế thất bại, người đó có liên quan tới ông Trương Tấn Sang, đó là ông Trương Hòa Bình. Và ông Trương Hòa Bình, như quý vị đã biết, tại Đại 12 là thủ tướng thường trực. Trương Hòa Bình từng làm một tướng công an, chỉ giỏi về chuyên chính và bắt bớ, không có hiểu biết về ngoại giao cũng như kinh tế. Vậy mà ông Trương Tấn Sang cố gắng bằng mọi cách vận động để cho Trương Hòa Bình ngồi vào chức vụ thủ tướng chứ không phải là Phạm Minh Chính. Rồi các cái phó thủ tướng chuyên về kinh tế như Vương Đình Huệ, Hoàng Trung Hải, cuối cùng như quý vị đã biết, ông Trọng phải đưa Vương Đình Huệ về ngồi bí thư thành ủy thay cho Hoàng Trung Hải. Hoàng Trung Hải thì mất tâm mất tích. Và trước Đại 13, người ta tưởng rằng với cái sự vận động mạnh mẽ của ông Trương Tấn Sang sẽ giúp cho ông Trương Hòa Bình trở thành thủ tướng của Đại 13. Thưa quý vị, tuy nhiên ông Trương Tấn Sang là một cái nhân vật đã về hưu. Ông Trương Tấn Sang từng là cựu chủ tịch nước. Vậy mà trước Đại 13, uy tín của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xuống tới mức Trương Tấn Sang lấn át, thậm chí Trương Tấn Sang đã đưa ra một cái danh sách đề cử ủy viên Bộ Chính trị kèm theo các cái tên tuổi, chức vụ, hình ảnh cho những nhân vật vừa kể. Và đó là lý do ông Nguyễn Phú Trọng hết sức tức giận. Ông Trương Tấn Sang thực sự trà đạp và coi thường Tổng Bí thư. Khác nào ông Trương Tấn Sang
nói một cách gián tiếp cho rằng ông Trump quá kém về công tác nhân sự, thậm chí lúng túng không biết sắp xếp nhân sự, buộc lòng ông Trương Tấn Sang phải trực tiếp can thiệp, đưa ra những danh sách mang tính định hướng cho ông Trọng để dựa vào đó bố trí các nhân vật ủy viên chính trị do ông Tư Sang sắp xếp và đề xuất. Một cái điều chúng tôi phải nói với quý vị đó là ông Trương Tấn Sang gốc gác được cho là 6 đời quê Hà Tĩnh. Trương Tấn Sang trong một thời gian dài với những đám tay chân làm công tác truyền thông, điều đó nó giúp cho ông Trương Tấn Sang có thể thao túng một cái số lượng đồng cán bộ nòng cốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là cái phe nhóm Hà Tĩnh. Ông Trương Tấn Sang đã giúp đỡ cho rất đông người Hà Tĩnh. Nó là một cái nhóm chính trị ở một cái địa bàn có nhà máy thép Formosa của Trung Quốc, được Trung Quốc tài trợ thông qua tập đoàn Formosa, là một cái tập đoàn thép chỉ mượn danh Đài Loan mà thôi. Đó là lý do với tiền nhiều, Trương Tấn Sang đã cơ cấu và cài rất nhiều những cái nhân sự người Hà Tĩnh vào Trung ương. Và nhiều quý vị đã biết tại Trung ương khóa 12, có tới 16 ủy viên Trung ương là người gốc Hà Tĩnh, cộng với lực lượng truyền thông hùng hậu, có thể tạo ra các cái áp lực với các cây bút như Nguyễn Công Khế, Huy Đức v.v. Trong khi đó có những ý kiến cho rằng Tư Sang có những mối quan hệ rất sâu với Trung Quốc, và đó là lý do ông Trương Tấn Sang, một cái người được cho là đồng môn với ông Nguyễn Phú Trọng, đã dám phạm thượng đề xuất những vấn đề nhân sự là những điều hết sức nhạy cảm, thậm chí Bắc Kinh mới có quyền can thiệp như Tư Sang. Và phải chăng Tư Sang đưa ra các cái điều kiện vừa kể để uy hiếp ông Nguyễn Phú Trọng, cho Nguyễn Phú Trọng biết rằng Tư Sang cũng có một cái mối quan hệ với Đảng Cộng sản Trung Quốc hay không? Và thưa quý vị, đó là lý do các cái cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, những cái người người ta chán, người ta về hưu và người ta không quan tâm tới chính trường, nhưng rõ ràng các cái chiêu trò của Trương Tấn Sang, mà theo không chỉ giới phân tích mà các cái cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng Trương Tấn Sang là ngòi nổ trong việc gây mất đoàn kết nội bộ, thậm chí những người như Trương Tấn Sang có thể phá nát Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Thậm chí ông Nguyễn Minh Chiết, cựu chủ tịch nước, một cái người tiền nhiệm của Tư Sang, đã từng nói ông Tư Sang là một cái người chuyên gây mất đoàn kết nội bộ. Và thưa quý vị, như quý vị đã thấy, người ta nói về Trương Tấn Sang, người ta nói nước không đục thì con cò Trương Tấn Sang không kiếm được ăn. Và Tư Sang chính là người phát động tổ chức tấn công cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước Đại hội Đảng Toàn quốc thứ 11. Và trước nữa, Trương Tấn Sang từng tấn công ông Phan Văn Khải, Thủ tướng Chính phủ, thời mà ông Phan Văn Khải còn là trưởng ban kinh tế trung ương. Và đó là lý do những cái nhận xét của ông Phan Văn Khải cũng tương tự như nhận xét của cựu chủ tịch nước ông Nguyễn Minh Chiết. Và thưa quý vị, nhiều cán bộ lão thành cách mạng ở thành phố Hồ Chí Minh nói rằng Trương Tấn Sang hám danh hám gái, là một người băng hoại về đạo đức, xa hoa đọa tột đỉnh vì gái và vì tiền. Trở lại cái phát biểu của cựu chủ tịch nước ông Nguyễn Minh Chiết nói Trương Tấn Sang là một đồng chí đảng viên chuyên gây mất đoàn kết ở nội bộ, và đó là những đánh giá của đảng viên cao cấp đã nghỉ hưu cho rằng Nguyễn Minh Chiết đã nhìn nhận và đánh giá đúng ông Trương Tấn Sang. Theo đảng viên lão thành ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Trương Tấn Sang có một số chiêu để gây mâu thuẫn, đồng thời giải quyết mâu thuẫn để thu lợi về mình. Một cái chiêu thứ nhất của Trương Tấn Sang đó là vì còn đương chức, Tư Sang nắm Thượng tướng Nguyễn Khanh Hòa, Thứ trưởng Bộ Công an, cũng như một tướng lãnh đạo Tổng cục An ninh, đó là Vũ Hải Triều, Tổng cục Phó, để sử dụng các cái lực lượng công an, các cái lực lượng đặc tình để moi móc các cái thông tin, đặc biệt trong các lĩnh vực như ngân hàng, các tập đoàn kinh tế, sau đó đưa cho những cái trợ thủ làm truyền thông, đó là Huy Đức, Nguyễn Công Khế và những cái nhóm giúp việc nhào nặn đưa ra các cái thông tin thất thiệt, đổi trắng thay đen, thậm chí chuyện bé xé ra chuyện to. Rồi sau đó Trương Tấn Sang cầm đi báo cáo với các nhân vật quan trọng của Đảng, kể cả Bộ Chính trị. Và mối chuyện thứ hai liên quan tới cái bài nói chuyện hôm nay, đó là Trương Tấn Sang sử dụng các cái đệ tử, đặc biệt đó là Đặng Thành Tâm, Đặng Thị Hoàng Yến là hai chị em, và Đặng Văn Thành, một cái tay chân của Nguyễn Xuân Phúc, cũng được Trương Tấn Sang sử dụng thời Đặng Văn Thành giữ chức vụ Chủ tịch Sacombank.
Trương Thanh Giang sử dụng các cái tên tuổi như Hùng Kèn Thắng Mượt để thâu tóm thông tin vỉa hè, dùng tiền mua chuộc các cái quan chức. Đó là lý do những người thân cận với cung đình Việt Nam nói tại Đại hội 11 muốn gì thì cứ tới báo út vợ Lê Hồng Anh, cứ đưa cho báo út cỡ 100.000-200.000 đô la, rồi đưa cho Nguyễn Xuân Phúc thì sẽ tiếp được, thì sẽ được đón tiếp như vua, dùng tiền mua các nhà báo, các cái mạng lá cải để ra đòn đánh đối thủ. Một cái chiều thứ ba đó là Trương Tấn Giang thông qua ông Chu Hào để nắm bắt nhóm trí thức bất mãn ở trong đảng, những người có tư tưởng bất tiến ở Sài Gòn và Hà Nội. Trương Tấn Giang luôn luôn giữ một cái thái độ hai mặt, trước mặt thì kích động khen ngợi, thậm chí gọi các cái đệ tử đến hỗ trợ để nghiên cứu, mà thực ra Trương Tấn Giang tập hợp trí thức để chống chính phủ của ông Nguyễn Tấn Dũng. Mà cái vụ án Trần Duy Đức hay vụ án blogger Bà Sàm là những cái minh chứng rõ ràng nhất. Một cái chiều thứ tư của Trương Tấn Giang đó là dùng một cái nhân vật có tên là Hải Lồn, nguyên trợ lý của Chủ tịch nước Trương Tấn Giang, chịu trách nhiệm tư lệnh mặt trận truyền thông. Theo đó, Hải Lồn có trách nhiệm gọi điện cho các tổng biên tập, truyền đạt ý kiến của anh Tư, tức cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Giang, chỉ đạo đưa bài về vấn đề này, đánh vụ kia, vân vân và vân vân. Đó là lý do tại sao trong một cái vụ làm ăn của báo Tiền Phong, mà người đứng sau đó là Hải Lồn, tống tiền một cái doanh nghiệp, ai cũng biết tại sao người ta né tránh không xử lý một cái nhân vật trợ lý của Trương Tấn Giang. Thậm chí Trương Tấn Giang cho bà Đặng Thị Hoàng Yến, sau khi bị ông Bà Dũng đánh tơi tả, lột chức đại biểu Quốc hội, Đặng Thị Hoàng Yến chạy sang Mỹ mở một cái trang mạng quan làm báo, và Hải Lồn, trợ lý của Trương Tấn Giang, cung cấp thông tin cho em trai Đặng Thị Hoàng Yến là Đặng Thành Tâm. Có khi trực tiếp Trương Tấn Giang là người giao bàn với Đặng Thành Tâm để Tâm sử dụng các nhân viên chuyển cho in các cái thông tin nội bộ mà chỉ có cỡ cựu ủy viên Bộ Chính trị, cựu Chủ tịch nước như Trương Tấn Giang có được. Và những cái thông tin đó vẫn theo một cái quy trình được cho là xào nấu, bồi tránh thay đèn, đưa lên mạng xã hội, có hàng triệu người theo dõi, và tất cả đã bị ông Nguyễn Tấn Dũng cũng như phe nhóm của bà Dũng lột trần. Thưa quý vị, nhân thể nói tới cái quan làm báo của bà Đặng Thị Hoàng Yến thì bản thân cá nhân tôi cũng được nhắc trên trang quan làm báo mà Đặng Thị Hoàng Yến nói rằng tôi ở Đức hoạt động cho tình báo Cộng sản với cái sự chỉ đạo của Lê Nguyễn Hưng Trà. Thưa quý vị, thực ra cái thời điểm đó không ai biết tôi là ai, bởi vì người ta chỉ biết cái bút danh của tôi là Kami mà thôi. Và thưa quý vị, đó là lý do người ta tưởng rằng tôi rất trẻ, là đàn em của Lê Nguyễn Hưng Trà, là người hiện nay đang là trợ lý báo chí cho công chúa Nguyễn Thanh Phượng. Những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng đó là những cái chiêu trò mà Trương Tấn Giang gọi là bao vây địch. Và khi Trương Tấn Giang trực tiếp ra tay trong các cái vụ việc thì Trương Tấn Giang thực hiện các cái bước. Thứ nhất, phân hóa nội bộ. Ví dụ như trong cái vấn đề nhân sự cao cấp trước đây, Trương Tấn Giang đã vận động các cái cựu tổng bí thư như Lê Khả Phiêu, Đỗ Mười và các cái vị lão thành cách mạng có tên tuổi. Thậm chí Trương Tấn Giang đã từng đến nhà thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, vận động để lật đổ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Theo đó, thư ký Hải Lồn dự thảo một cái đơn, sau đó Trương Tấn Giang đi vận động và lấy chữ ký của các cán bộ lão thành cách mạng đòi kỷ luật thay thủ tướng. Sau khi có chữ ký, Trương Tấn Giang báo cáo sai lệch cho tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và yêu cầu phải xử lý để bảo vệ đảng. Và thưa quý vị, Nguyễn Phú Trọng thực ra cũng không thích thú, nhưng vì cái mối thù với cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đó là lý do Nguyễn Phú Trọng phải nhận đơn và thống nhất với Trương Tấn Giang đưa ra Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương để xem xét kỷ luật. Tuy nhiên, rất may cho Nguyễn Tấn Dũng đó là một trong những người chống lưng cho Bà Dũng là Đỗ Mười không đồng tình công bố những cái bức thư vừa kể. Và thưa quý vị, thất bại, Trương Tấn Giang lại nghĩ sang một cái chiều gọi là mì ăn liền, gọi Tô Huy Rứa, Trần Lưu Hải, Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương để thông báo và lên kế hoạch hành động. Tuy rằng lúc đó đã gọi Nguyễn Xuân Phúc, khi đó Nguyễn Xuân Phúc là Phó Thủ tướng,
Từ Sàng nói với Phúc Mèo: chú mày ở trong chính phủ, chú mày biết nhiều, chú mày làm đi. Nếu thành công lật đổ được Ba Dũng, anh sẽ dành cho chú chức thủ tướng. Đó là lý do tại sao Nguyễn Xuân Phúc đang trong cương vị phó thủ tướng, tôn thờ Nguyễn Tân Dũng quay ngoắt một cái, hoàn người thầy, người anh đã kêu mang dạy dỡ, giúp đỡ cho Nguyễn Tân Dũng từ lúc là một cán bộ tỉnh lẻ ở Quảng Nam Đà Nẵng và thú vị may cho Trương Tấn Sang một cái kế hoạch vận động thông qua các nhân vật như Tô Huy Rứa và những người thân cận của Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra một cái quyết định nghị quyết tập thể kỷ luật Nguyễn Tân Dũng. Bộ Chính trị đồng ý, tuy nhiên đưa ra hội nghị Trung ương 6 khóa 11 thì Ban Chấp hành Trung ương lúc đó trong nhiều ngày họp từ tổ tới hội trường thì có tới 80% các ý kiến bác bỏ đề nghị của Bộ Chính trị. Trương Tấn Sang thất bại nhưng vẫn nghĩ ra những cái kế không cho bỏ phiếu ở Ban Chấp hành Trung ương nữa vì đã có bỏ phiếu ở Bộ Chính trị với phiếu đồng ý kỷ luật Nguyễn Tân Dũng với một hình thức khiển trách. Rồi Trương Tấn Sang nói đã thống nhất biểu quyết của Ban Chấp hành Trung ương thì sử dụng cái án vừa kể để hạ uy tín Nguyễn Tân Dũng. Tuy nhiên thưa quý vị, không may cho Trương Tấn Sang, cái số lượng các ủy viên Trung ương ủng hộ Ba Dũng tại cái hội nghị Trung ương 6 lúc đó với cái tỷ lệ trên 75%, và họ nhìn rõ một cái sự thể rằng cái sai của Đảng là một cái sai có tính hệ thống, sai từ nhiều khóa, sai từ cơ chế, sai từ nghị quyết, nên những cái vấn đề nêu ra để kỷ luật Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng tại thời điểm đó thì Đảng Cộng sản đã có nghị quyết rồi, Bộ Chính trị đã có nghị quyết rồi, tại sao lại lật lại? Mà nếu lật lại thì nhiều người chứ tại sao chỉ kỷ luật một mình cho Ba Dũng? Và đó là lý do hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa, hội nghị lần thứ 6 khóa 11 nhất quyết yêu cầu không cho bỏ phiếu, không thể để một cái án treo cho Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Và như quý vị đã biết, kết quả 126 phiếu của 126 ủy viên Trung ương chiếm tỷ lệ 74,24%. Số ủy viên Trung ương có mặt tại hội nghị Trung ương 6 đã bác bỏ án kỷ luật do Trương Tấn Sang dày công ủ mưu, và đó là một cái quyết định cao nhất và trung thẩm. Và Trương Tấn Sang vẫn không chịu, ông ta vẫn ra các cái chiều vớt vát cuối cùng bằng cách đi tiếp xúc các cái cử tri ở phía Nam, tiếp xúc dân cư, khu văn hóa vân vân và vân vân. Và đó là nguồn cơn của cái biệt danh đồng chí chính do Trương Tấn Sang đặt ra. Thưa quý vị, theo giới phân tích rất may, từ cái chiều bài này của Trương Tấn Sang đã giúp cho các cái bậc lão thành cách mạng càng nhìn thấy rõ bản chất của Trương Tấn Sang hơn, cũng như thấy cái sự hèn hạ, khẳng định đó là một cái cách làm hại uy tín của Đảng, còn hơn những cái chiêu thức phá hoại Đảng của thế lực thù địch. Và thưa quý vị, chúng tôi nói những cái điều vừa kể để quý vị thấy rằng trong các cái bài nói chuyện trước, chúng tôi dẫn tới những cái việc kỷ luật sau khi các cái đảng viên về hưu, thì cái câu chuyện liên quan tới bà Đặng Thị Hoàng Yến hiện nay liệu nó có phải là một cái phát súng khai mào trong việc các cái thế lực ở trong Đảng, đặc biệt trong bối cảnh thế lực chính trị của Ba Dũng đang quay trở lại, người ta có tìm cách để xử lý kỷ luật đối với Trương Tấn Sang để lật ra và phanh phui tất cả những cái điều được cho là Trương Tấn Sang cũng như các cái sân sau lâu này vẫn che đậy. Và thưa quý vị, trong các cái bài nói chuyện tiếp theo, chúng tôi sẽ đề cập tới ông Trương Tấn Sang trong những cái chuyện trai gái mà một cái vụ án nổi tiếng trong cái mối quan hệ bất minh của Trương Tấn Sang đối với bà Võ Thị Thu Hồng, nguyên giám đốc công ty may xuất khẩu Phong Bà. Và cái vụ án đó, đại tá Nguyễn Hữu Khương, nguyên giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh, đã ký xác nhận cho bà Võ Thu Hồng chuyển tới lãnh đạo cao cấp. Tuy nhiên sau đó ông Trương Tấn Sang đã thoát tội và vụ án đã chìm xuồng. Thưa quý vị, trong các cái phần nói chuyện sau, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các cái thâm cung bí sử trong cung đình Việt Nam để quý vị rõ hơn. Và như thường lệ, bây giờ chúng ta đi vào các cái nội dung chi tiết liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine. Thưa quý vị, liên quan tới tình hình chiến sự Ukraine, theo giới phân tích, Kherson đã hoàn toàn nằm trong tầm ngắm và sự kiểm soát về thế trận của Ukraine, và điều đó tương đương với cái việc quân đội Nga đã rơi vào những cái thế kẹt thực sự. Chúng tôi xin bắt đầu bằng một cái bài bình luận của AFP về tình hình ở Kherson hiện nay. Và thưa quý vị, theo AFP cho hay,
Nếu như giai đoạn hơn một tháng trước đây, quân đội Nga giành ưu thế tiến chiếm các khu vực Severodonetsk, Lysychansk bằng cách sử dụng hỏa lực pháo binh vượt trội, thì đến nay tình thế ở mặt trận Kherson đã đảo ngược, đặc biệt trên mặt trận Kherson. Theo AFP cho hay, khu vực Donetsk của nước Nga hiện nay kiểm soát hầu như không có những cái bước tiến, cũng không uy hiếp được quân đội Ukraine bởi một lý do đạn dược và quân lính của quân đội Nga đã cạn kiệt, và mặt khác họ phải tăng viện cho khu vực miền nam Kherson. Trong khi đó, tại Kherson, quân đội Nga rơi vào một cái thế kẹt thực sự do không có các cái chiến thuật nào có thể khả dĩ để đáp trả lại cái sự tiến quân từ từ nhưng chắc chắn của quân đội Ukraine. Và điều đó khiến cho quân đội Ukraine ít bị hao tổn, cộng với sự đắc lực của pháo binh HIMARS với một mức độ chính xác và đạt hiệu quả rất cao. Thưa quý vị, Đài Tiếng Nói nước Pháp ngày 3 tháng 8, trong một cái bài viết có tựa đề Ukraine tuyên bố giành được 46 địa điểm ở khu vực Kherson. Theo đó, Thống đốc vùng Kherson Dmytro Bunchi ngày 1 tháng 8 năm 2022 đã thông báo cho biết quân đội của Ukraine đã chiếm lại 46 địa điểm trong khu vực Kherson. Đó là một cái vùng chiến lược nằm ở phía nam Ukraine. Theo RFP cho biết, Thống đốc vùng Kherson nói với đài truyền hình nhà nước Pháp rằng cho đến nay 46 địa điểm tại vùng Kherson trước đây bị quân đội Nga chiếm đóng đã được Ukraine giải phóng hoàn toàn. Và theo vị thống đốc này, các cái ngôi làng do quân đội Ukraine giải phóng mới đây nằm ở khu vực phía bắc tỉnh Kherson. Theo thống đốc cho biết, một số ngôi làng đã bị phá hủy tới 90% bởi hỏa hoạn xảy ra liên miên. Đồng thời, thống đốc tỉnh Kherson cho biết tình hình nhân đạo trong khu vực đang ở cái mức nguy kịch. Đồng thời ông này kêu rằng những người còn sống lại trong khu vực cần phải sơ tán tới những nơi an toàn hơn để chuẩn bị cho ngày quân đội Ukraine tổng phản công. Trong khi đó, theo AFP cho hay, một quan chức Ukraine đã hứa vào tháng trước đây rằng khu vực Kherson sẽ được giải phóng vào tháng 9 tới đây. Được biết, trong những tuần gần đây, quân đội Ukraine được các loại pháo tầm xa cho phương Tây hỗ trợ đã mở các cái cuộc phản công, và lực lượng quân đội Ukraine đã tiến hành các cái cuộc không kích vào các vị trí quân sự của quân đội Nga và đã làm hư hỏng các cái cây cầu trên tuyến đường tiếp tế quan trọng cho quân đội Nga tại thành phố Kherson. Cũng vào hôm qua, ngày 2 tháng 8, quân đội Ukraine thông báo họ lại nhận tiếp những hệ thống tên lửa phóng loạt mới từ Hoa Kỳ và Đức, củng cố cho kho vũ khí pháo tầm xa mà quân đội Ukraine cho rằng với một số lượng từ 20 tới 25 tổ hợp đang làm thay đổi cục diện trên chiến trường Ukraine. Và có lẽ đó là lý do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov mới nhất viết trên mạng xã hội Twitter cho rằng 4 hệ thống tên lửa HIMARS của Hoa Kỳ và một bệ phóng MAD-2 của Đức đã đến Ukraine và đang chuẩn bị đưa vào khai thác. Và thưa quý vị, sau đây là cái bản tin cập nhật chiến tranh tại mặt trận Ukraine ngày 3 tháng 8 năm 2022, tính tới 10 giờ trưa giờ thủ đô Kiev. Theo đó, Ukraine và quân đội Nga vẫn tiếp tục giao chiến khốc liệt trên các mặt trận. Hoa Kỳ tiếp tục trừng phạt các cái công ty tài phiệt và các công viện công nghệ cũng như người tình của Tổng thống Nga Putin. Đó là những tin tức nổi bật trong bản tin ngày hôm nay. Theo đó, quân đội Nga cho biết nước này đã tập kích phá hủy hàng chục lựu pháo M777 cùng với bệ phóng tên lửa Harpoon, cộng với pháo phản lực HIMARS của quân đội Ukraine. Mà theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói trong một cái cuộc họp báo ngày hôm qua mùng 2 tháng 8, theo Shoigu cho biết, các cái đòn tập kích của quân đội Nga vào các cái cơ sở quân sự Ukraine đã phá hủy tổng cộng 33 lựu pháo M777, 5 bệ phóng tên lửa chống hạm Harpoon và 4 xe phóng đạn pháo phản lực HIMARS cùng với hơn 200 quả tên lửa. Và người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cũng cho biết một tiểu đoàn quân đội Ukraine đã bị pháo binh Ukraine bắn nhầm khi đang rút lui ở các tỉnh miền đông Donetsk. Theo đó, tiểu đoàn số 21 thuộc lữ đoàn bộ binh cơ giới số 56 vốn chịu thiệt hại đáng kể ở khu vực làng Pesky và gần như bị xóa sổ bởi chính
lực lượng pháo binh đồng đội của họ trong lúc rút về làng Vodiny. Đồng thời quân đội Ukraine cũng đưa ra các thông báo tấn công điểm tập kết của quân đoàn quốc tế thuộc lực lượng vũ trang Ukraine ở miền nam tỉnh Mykolaiv. Và điều đó đã khiến cho 250 lính đánh thuê nước ngoài thiệt mạng và hơn 20 khí tải bị phá hủy. Thưa quý vị, theo giới phân tích, những thông tin vừa kể của quân đội Nga đưa ra trong cái bối cảnh quân đội Ukraine đang muốn mở cái chiến dịch phản công với quy mô lớn ở miền nam nước này, với mục tiêu giành lại những cái vùng lãnh thổ do nước Nga kiểm soát và tập kích tuyến hậu cần của quân đội Nga bằng vũ khí tầm xa HIMARS. Và thưa quý vị, theo cá nhân tôi thấy, những cái bản tin quân đội Nga đưa ra nó tương tự như những cái điều mà bản tin của quân đội Ukraine đưa đó trước 1-2 ngày. Ví dụ như cái chuyện pháo kích nghiền, hẳn quý vị còn nhớ cách đây 3 ngày chúng tôi trong cái bản tin cho biết máy bay Nga đã bắn nhầm vào một cái nhóm quân của quân đội Nga và lập tức đã bị đáp trả bằng tên lửa, và chiếc máy bay Su-25 của quân đội Nga cũng bị bắn rơi bởi chính các cái đồng đội của họ. Và thưa quý vị, hôm nay nó lại diễn ra một điều chỉ có bằng cách người ta thay chữ Ukraine bằng chữ quân đội Nga thì nó cho thấy cùng là một cái bản tin. Trong khi đó, quân đội Nga được cho là đã bắn 8 tên lửa hành trình vào các cái khu vực ở Ukraine. Tuy nhiên 7 trong số đó bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ. Đó là các cái tên lửa X-101, X-555 được phóng từ các cái tàu khu trục ở vùng biển Caspi và máy bay ném bom chiến lược Tu-95, Tu-160 đã được quân đội Nga đưa ra sử dụng trong cái giai đoạn tới đây. Trong khi đó, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, thật không may, một cái quả tên lửa duy nhất không bị đánh chặn đã bắn trúng mục tiêu ở thành phố Lviv và một hệ thống tên lửa phòng không đã bị bắn trúng. Thiệt hại và thương vong đang được quân đội Ukraine xem xét và công bố thông tin. Thưa quý vị, gần đây, quân đội Nga liên tục đưa ra các thông tin cho rằng họ đã phá hủy hệ thống tên lửa phóng loạt cơ động cao của HIMARS. Và đó là lý do trong cái phát biểu mới nhất của Tòa Bạch Ốc ngày hôm nay 3 tháng 8. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc đã bác bỏ các cái tuyên bố của quân đội Nga cho rằng họ đã phá hủy 6 hệ thống tên lửa cơ động cao HIMARS do Hoa Kỳ sản xuất từ đầu cuộc xung đột cho tới nay. Theo đó, quân đội Nga đã tuyên bố họ phá hủy các hệ thống tên lửa cơ động cao HIMARS, nhưng trên thực tế, đó chỉ là những chiếc xe tải M107 8A1P2 để sử dụng vào kéo lựu pháo M777 do Hoa Kỳ sản xuất mà thôi. Và thưa quý vị, chúng tôi phải nhắc lại đó là ngày 2 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Shoigu nói rằng quân đội Nga đã phá hủy hàng loạt các cái tổ hợp tên lửa phóng loạt HIMARS. Và theo ông Tut Brensil, quyền phát ngôn của Tòa Bạch Ốc đã nói, chúng tôi biết rằng những tuyên bố mới nhất này của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga ông Shoigu, một lần nữa đó là những cái thông tin không đúng và sai sự thật. Theo đó, những cái gì đang xảy ra đó là người Ukraine đang sử dụng với cái độ chính xác và hiệu quả kinh khủng. Mỗi hệ thống đạn chính xác đã được chúng tôi kiểm tra đầy đủ, mà Hoa Kỳ và đồng minh của chúng tôi cũng như các đối tác của Ukraine đã cung cấp để chống lại các cái cuộc xâm lược tàn bạo, tội phạm của quân đội Nga. Việc quân đội Nga thường xuyên đưa ra những cái tuyên bố cho rằng họ đánh trúng các cái tổ hợp tên lửa phóng loạt HIMARS, nhưng người ta không đưa ra được các bằng chứng để chứng minh, mà họ lập lờ bằng các hình ảnh, các clip được cho là quay nhiều góc, mập mờ không thấy rõ. Và theo hãng thông tấn Reuters, những cái clip và các hình ảnh không cho phép họ có thể kiểm chứng tính xác thực của các cái báo cáo do quân đội Nga đưa ra. Thưa quý vị, lâu nay, trên diễn đàn của KTV có một số những người ủng hộ nước Nga, cũng như ủng hộ ông Putin. Chúng tôi đã nói với quý vị nhiều lần rằng việc ủng hộ ai là quyền tự do của mỗi người. Chúng tôi không ngăn cản, nhưng rõ ràng chúng tôi phải khẳng định rằng quý vị tiêu hóa những cái thông tin được cho là giả dối, đặc biệt truyền thông nhà nước Việt Nam. Có những tờ báo nổi tiếng, có nhiều người truy cập, vậy mà người ta chuyên đưa ra các cái thông tin không chính xác.
và chúng tôi đã nhiều lần khuyên quý vị muốn biết tình hình Ukraine một cách trung thực trên truyền thông báo chí nhà nước Việt Nam, thì quý vị hãy theo dõi báo An ninh Thủ đô hay báo Công an Nhân dân, có lẽ những cái thông tin nó xác thực hơn cả. Và thưa quý vị, nhà báo Lưu Trọng Văn, con trai của nhà thơ Lưu Trọng Lư, một cái nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội, đã có một cái bài viết phản đối VN Express, mà theo nhà báo Lưu Trọng Văn, VN Express đứng đầu trong cuộc chiến Nga và Ukraine. Chúng tôi giới thiệu với quý vị bài viết này để quý vị hiểu rằng một số báo Việt Nam ăn tiền từ nước Nga, thậm chí người ta nhận sự chỉ đạo từ Ban Tuyên giáo Trung ương đưa các cái tin tức giả dối. Mà theo nhà báo Lưu Trọng Văn, thông tin quốc tế trên báo VN Express ngày 2 tháng 8 có 8 bài viết liên quan tới chiến sự Ukraine. Thứ nhất, Sứ quán Nga tại Anh đề xuất treo cổ binh sĩ Azov. Nước Nga cắt khí đốt đến Litva. Nga trưng bày mảnh pháo HIMARS đánh trúng trại tù binh. 53% người Nhật phản đối tổ chức quốc tàng cho ông Abe. Ngày thứ 157 chiến sự, Nga tuyên bố tiêu diệt tiểu đoàn cận vệ của Tổng thống Ukraine, vân vân và vân vân. Theo nhà báo Lưu Trọng Văn, 8 tin thì có 6 tin nói về nước Nga từ các cái nguồn tin. Theo đó, trích từ báo Nga. Theo tác giả cho biết, đọc các cái tin đó thấy đó, một cái tờ báo chính thống của nhà nước Việt Nam có lượng bạn đọc hàng đầu ở Việt Nam hiện nay đã đứng về phía nào trong cuộc xâm lược của quân đội Nga vào đất nước Ukraine. Theo tác giả, đó là chưa kể các cái loạt bài viết về Nga được trình bày trang trọng, có thiên ý ủng hộ Tổng thống Nga Putin và nước Nga trong cuộc chiến này. Tác giả Lưu Trọng Văn đặt ra một cái câu hỏi. Theo đó, liệu Bộ Khoa học Công nghệ, cơ quan chủ quản của VN Express và ông Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt có ủng hộ hay chỉ đạo quan điểm này của tờ báo của mình hay không? Theo tác giả, nên nhớ quan điểm chính thức của Việt Nam do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, trưởng ban đối ngoại trung ương Lê Hoài Trung và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về chiến sự Ukraine đã thể hiện rất rõ ràng, không nghiêng về bên nào. Cụ thể tình hình liên quan tới vấn đề Ukraine, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mới đây đã tái khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam về việc tranh chấp các cái bất đồng quốc tế cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, nhất là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, nhấn mạnh cần phải bảo đảm an toàn cho thường dân. Theo nhà báo Lưu Trọng Văn, tất cả thế giới đều biết một cái sự thật, đó là không có người Ukraine nào chủ động tấn công vào lãnh thổ Nga trước ngày 24 tháng 2. Vậy mà nước Nga tấn công vào Ukraine gây chết chóc cho người dân ở Ukraine. Điều này chứng tỏ nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải lên án. Tại sao VN Express lại có nhiều thông tin chỉ lấy nguồn tin một chiều của Nga để bình vực nước Nga như vậy? Thưa quý vị, chúng tôi dẫn một cái ý kiến của nhà báo Lưu Trọng Văn về cái hiện tượng trong một ngày mà báo VN Express đưa các thông tin mà chủ yếu là thông tin giả do nước Nga đưa ra. Chúng tôi đã nói với quý vị nhiều lần, đó là nếu nước Nga có một cái hệ thống truyền thông trung thực thì họ không bao giờ phải chặn tên lửa, ngăn chặn người dân Nga theo dõi các cái tin tức toàn cầu, đặc biệt tin tức từ phương Tây. Và thưa quý vị để ý trong các cái bài nói chuyện của KTV về tình hình chiến sự Ukraine, mở đầu phần lớn chúng tôi tập trung vào các cái tin tức từ Bộ Quốc phòng Nga, từ cơ quan truyền thông Nga đưa ra, sau đó chúng tôi có phân tích những cái điểm đúng, những cái điểm sai để quý vị theo dõi. Những cái điều vừa kể để thấy rằng KTV cũng duy trì một cái nguyên tắc đưa tin công bằng và trung thực. Và thưa quý vị, một cái thông tin tới quyết định của Tòa án Nga liên quan tới một cái phán quyết có hiệu lực ngay lập tức, trong đó họ coi tiểu đoàn Azov, một cái lực lượng bán quân sự Ukraine, bị coi là một cái tổ chức khủng bố, cấm bị hoạt động trong các cái tổ chức này trên lãnh thổ Nga. Đồng thời tòa án Nga phán quyết theo bộ luật hình sự Nga, các cái thành viên của tổ chức Azov này có thể đối mặt với án 10 năm tù giam, trong khi những người cầm đầu phải ngồi tù tối đa 20 năm. Và những cái điều vừa kể theo giới phân tích, tức là tòa án Nga đã phán quyết các cái thành viên của tiểu đoàn Azov đã bị Nga bắt làm tù binh, có thể ngồi tù từ 10 tới 20 năm.
Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Anh ngày 29 tháng 7 đăng trên mạng Twitter một cái lời kêu gọi treo cổ các binh sĩ thuộc tiểu đoàn Azov mà theo Đại sứ quán Nga tại Anh cho biết để họ có những cái chết nhục nhã. Thưa quý vị, chính nghĩa hay không chính nghĩa nó thuộc về những cái hành động chứ không thể nghe vào những cái lời hứa suông. Trong khi đó, một cái thông tin mới liên quan tới thắng lợi của quân đội Ukraine. Theo đó, quân đội Ukraine tiết lộ về một cái lực lượng đặc biệt và chiến thuật đã giúp cho quân đội Ukraine có thể đối phó và cầm chân quân đội Nga, một cái quân đội được đánh giá là có tiềm lực mạnh hơn nhiều lần trong vài tháng qua. Theo các cái quan chức quốc phòng của Ukraine cho biết, kể từ khi chiến sự nước Nga bùng nổ vào cuối tháng 2, quân đội Ukraine đã dựa vào lực lượng hạ sĩ quan của nước này để gây ra những cái khó khăn cho quân đội Nga trên chiến trường. Theo ông Stanislavchuk, Ukraine đã có những cái thay đổi cơ bản trong chương trình huấn luyện hạ sĩ quan từ năm 2014 sau khi quân đội Nga cố ý sáp nhập bán đảo Crimea vào nước Nga. Và đó là lý do các cái hạ sĩ quan của Ukraine kể từ năm 2014 cho tới nay, họ được đào tạo chi tiết bài bản mới và đang thể hiện các cái hiệu quả trong tác chiến. Theo đó, các cái hạ sĩ quan trong quân đội Ukraine hiện nay, họ thường đóng vai trò các cái chỉ huy các cái đơn vị cỡ nhỏ ở cấp trung đội hay đại đội. Và thành công của các cái hạ sĩ quan nằm ở chỗ họ được huấn luyện kỹ về kỹ năng lãnh đạo, khả năng hành động, cũng như họ có những cái tư duy độc lập. Đó là những cái điều khác hẳn với các hạ sĩ quan trong quân đội Nga. Theo đó, các cái hạ sĩ quan quân đội Ukraine, họ không cần chờ chỉ thị từ cấp trên, mà họ tự chủ động tiến hành các nhiệm vụ quy mô nhỏ, các cái hành động một cách độc lập, trong cái tư cách hết sức tháo vát. Điều đó nó ngược lại với cái sự chỉ huy của quân đội Nga từ xưa tới nay. Nó là cấp trên chỉ thị các hoạt động tác chiến đối với cấp dưới, thậm chí tới chi tiết. Và thưa quý vị, với cái lực lượng tên lửa HIMARS của Ukraine, theo giới quan sát cho biết, kể từ giữa tháng 6 cho tới nay, chính quyền Hoa Kỳ đã chuyển giao cho Ukraine 4 tổ hợp HIMARS và gần đây là 4 tổ hợp. Trong khi đó, Anh, Đức cũng cung cấp các hệ thống pháo tương tự. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết chính quyền của Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về các cái cuộc tấn công tên lửa vào các cái mục tiêu dân sự, các cái khu vực mà quân đội Ukraine đang kiểm soát ở miền đông nước này. Vậy mà thưa quý vị, Tổng thống Zelensky mới đây tiếp tục than quân đội Ukraine không đủ vũ khí đấu với nước Nga. Thậm chí ông Zelensky cho biết lực lượng pháo binh của Ukraine vẫn chưa vượt trội hẳn, vượt qua được lợi thế của pháo binh Nga. Nói về cái việc cung cấp tên lửa HIMARS cho quân đội Ukraine có tác dụng hiệu quả cao, thay đổi nhịp độ cũng như xoay chuyển tình thế trên chiến trường hiện nay. Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng chiến dịch chống Nga của phương Tây bằng việc cung cấp các hệ thống pháo hiện đại, nó có thể châm ngòi cho một cái kịch bản khẩn cấp buộc nước Nga sẽ phải sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả. Đó là phát biểu của Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cho biết chiến dịch chống Nga của NATO và Hoa Kỳ có nguy cơ bùng phát thành một cái cuộc đụng độ quân sự quy mô lớn. Và những cái động thái như vậy có thể kích hoạt một trong các kịch bản khẩn cấp của nước Nga mà chúng tôi đã đề cập trong học thuyết quân sự. Theo đó, hai kịch bản khẩn cấp buộc nước Nga phải sử dụng vũ khí hạt nhân là phương tiện để đáp trả các vũ khí hủy diệt hàng loạt của đối phương hoặc phản ứng với một cái cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường đang đe dọa sự tồn tại của nhà nước Nga. Theo Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc tuyên bố, chúng tôi rõ ràng muốn ngăn chặn điều vừa kể, nhưng nếu Hoa Kỳ và các nước phương Tây vẫn cố gắng thử thách quyết tâm của chúng tôi, thì nước Nga tuyên bố sẽ không lùi bước. Trong khi đó, Hoa Kỳ và NATO phớt lờ những lời cảnh báo của quân đội Nga, mà họ lại xem xét một cái khả năng cung cấp tiêm kích huấn luyện phi không cho Ukraine, sử dụng các cái máy bay của Hoa Kỳ và NATO sản xuất, nhằm giúp Ukraine tăng năng lực bảo vệ không phận. Vào tuần trước, người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc cho biết Hoa Kỳ đang tìm cách cung cấp các cái máy bay chiến đấu cho Ukraine sau một tuyên bố của Không quân Hoa Kỳ cho rằng họ đang xem xét huấn luyện phi công Ukraine để sử dụng các cái máy bay tiêm kích cường kích của Hoa Kỳ.
và các đồng minh của NATO cũng sẵn sàng cung cấp cho Ukraine các loại chiến đấu cơ được sản xuất từ thời Xô Viết cũ trong giai đoạn đầu cuộc xung đột. Được biết Ukraine đã được cung cấp tên lửa phòng không vác vai, vốn được coi là lựa chọn an toàn nhất với phương Tây. Tuy nhiên, giới chức lãnh đạo NATO cho rằng giờ đây chúng ta đang nói về xe tăng và thiết giáp cũng như chiến đấu cơ, khi nào hầu như tất cả các rào cản đã được chúng ta phá bỏ. Trong khi đó, một cái tin vui đối với toàn thế giới đó là chuyến tàu xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine đã rời cảng và đến bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Đó là tàu chở hàng Razoni treo cờ Leona đã rời cảng Odessa đi Lebanon vào lúc 11 giờ 15 phút giờ Việt Nam ngày 1 tháng 8 và đến ngày 2 tháng 8 trên bản đồ hải trình người ta đã thấy nó xuất hiện ở vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ. Những điều vừa kể để quý vị thấy rằng Ukraine đã có những cái cơ sở ban đầu có thể xuất khẩu ngũ cốc trở lại sau nhiều tháng chiến sự. Trong khi đó, nhà nước Ukraine cũng như Hoa Kỳ đã đưa vào danh sách trừng phạt đối với hàng chục quan chức và công ty Nga. Theo đó, danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ mới nhất công bố ngày 2 tháng 8 có một số nhà tài phiệt được cho là thân cận với Tổng thống Nga Putin. Ngoài ra, có 4 quan chức mà Nga chỉ định để quản lý các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở Ukraine, cũng như 20 viện nghiên cứu các công ty công nghệ cao của Nga. Một cái tin tức đặc biệt hơn cả đó là Bộ Tài chính Hoa Kỳ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bà Alina Kabeva, một cái người được cho là có quan hệ tình cảm mật thiết với Tổng thống Nga Putin. Theo Ngoại trưởng Mỹ Blinken tuyên bố về các cái biện pháp trừng phạt đối với người tình của Tổng thống Nga. Theo đó, trong khi người dân Ukraine tiếp tục anh dũng bảo vệ quê hương của họ trước cuộc chiến tàn khốc do Tổng thống Nga Putin và giới tình hòa Nga tạo ra, vậy mà một số nhân vật người Nga có một lối sống xa hòa của họ bên ngoài nước Nga. Đó là lý do Hoa Kỳ sẽ trừng phạt một cách nghiêm khắc nhất. Thưa quý vị, liên quan tới chuyến thăm của bà Nancy Pelosi tới Đài Loan, Điện Kremlin đưa ra các tuyên bố chiều lòng Trung Quốc. Thậm chí, họ cho rằng việc Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi tới Đài Loan đã gây kích động tình hình bất ổn của hòn đảo này. Trong đó, quan điểm của nước Nga ủng hộ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Đài Loan. Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho rằng mọi thứ liên quan tới chuyến thăm của bà Pelosi tới Đài Loan tất nhiên là mang tính khiêu khích, nó kích động tình hình dẫn đến căng thẳng hơn. Theo Peskov, ở đây chúng tôi đoàn kết tuyệt đối với Trung Quốc và sự nhạy cảm của Trung Quốc đối với vấn đề này là những cái lý do hoàn toàn chính đáng. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.